Đây là còn đây là đây mình có mua 1 ký không? Bây giờ mình sẽ bỏ mực vô cả nhà ơi. Đây. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình ngày hôm nay nha. Mình vừa mới đi mua một ít mực tuột về để mà mình làm cái món lẩu. Bây giờ là mình sẽ không để cho cả nhà chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô chế biến cái món mực này nha cả nhà. Mình sẽ chà cho nó ra nhớt để mà cho nó dễ dai hơn rồi mình ăn nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha cả nhà. Mực tươi lắm cả nhà, đây là mực tuột vừa mới lên cảng nha cả nhà, rất là tươi. Hôm nay mình với vợ mình có đi ngang qua chợ nên có rất là nhiều hải sản ngon, nên có sơ mua 1 ký về luôn cả nhà. Đây là cá dìa nha, cá kình bông á, ở mình hay gọi là cá kình hoặc là cá dìa bông cũng được nha cả nhà. Còn đây là cái ốc nhảy loại dài cả nhà, nhọn á. Cả nhà thấy ốc nhảy không? Ốc nhảy này ký 100 ngàn. Còn đây là cá róc nha cả nhà. Cá róc đó, cá vàng này nè, là cá róc nè. Cái này ký có 40 ngàn ký thôi nha. Bên đây cũng có hải sản tươi ngon nè cả nhà. Nếu có ăn thì mình vô tới trong mình lựa loại còn sống nha. Bây giờ là mình sẽ đem mực về để bắt đầu chế biến và làm lẩu mực ăn nè cả nhà. Mình có ghé qua đây để mình mua ít trứng về để mình ăn lai gai hàng ngày nha cả nhà. Đó, trứng cô này lấy trong bắt liền ra bán cũng rẻ lắm, có vài chục ngàn thôi à. Mình có mua một ít rau nha cả nhà để mà mình ăn với lẩu ngày hôm nay nha. Đây mình có mới mua một ít trứng, có mua thêm một ít trứng vịt này cả nhà để mình ăn lai gai. Còn đây là rau cải nha, rau cải đắng nè, mình mua. Với lại một ít rau muống nữa cả nhà, đây rau muống nè, mình có mua một ít rau muống nữa. Giờ mình sẽ làm cho sạch sẽ nha, rồi bắt đầu là mình làm món lẩu. Để bỏ rau muống này ra đây. Tươi luôn nè. Đây là rau này là điều trong bờ đem ra đảo nha cả nhà. Chứ đây ít ai trồng cái này lắm. Còn vẫn có trồng nhưng ít. Còn đây là ít, đây là cá muối cả nhà. Đây, có mua. Có mua một ít cá muối với lại con cá dìa. Ở đảo mình hay gọi nó là cá dìa nha cả nhà. Đây nè, cá này tanh lắm. Cái này nè. Đây là gọi là cái dìa bông nha. Đây là cái dìa này nè, cái dìa bông. Có loại còn bự hơn nữa cả nhà. Đây là cái dìa nè, cái dìa bông. Còn đây gọi là cá gì ta, cái dìa hay gọi là cá kình đó. Thường ta gọi là cá kình đó nè. Đảo mình hay gọi nó là vậy. Còn con muốn này ra rửa luôn cho sạch. Còn đây là mình có mua 1 ký phải không?
nhà. Mực á thì có bữa có bữa không cả nhà, thì nó sẽ theo mùa. Có lúc thì có mực ở đảo mình bán tới 150 luôn cả nhà ơi. Cái loại này mình lấy ra mình rửa cho sạch sẽ đi, thì mình lấy nó ra để mình chà cho nó hết nhớt nha cả nhà. Loại này chà cho hết nhớt rồi sau đó mình sẽ sắc ra nha, sắc ra để mà mình nhúng lẩu, để nguyên con nhúng lẩu cũng được nữa. Mình sẽ sắc ít, sắc ra, sắc làm hai nhúng cho dễ ha. Đó, nhớ cả nhà, nhớ nhiều không giờ mình làm ha. Mực cá này mình vừa mới hái một ít đất ở sau nhà mình nha cả nhà, để mình ăn nha, để mình bỏ đây luôn đi. Quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Đây đây đang sắc mực đây cả nhà, sắc gì vừa ra mình ăn như dễ ha. Giờ anh bật ga lên nha cả nhà. Ồ. Rồi. Đây là dĩa mực của mình nè cả nhà. Đó. Sẽ bỏ vô đây ha. Đây là đã bỏ, mình đã chuẩn bị nước rồi. Còn đây là rau cả nhà. Đó, đã xong sữa chân cả nhà ơi. Giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu thưởng thức cái món mực hôm nay nha. Quá trời tươi luôn nhà ơi. Thơm quá cả nhà ơi, quá trời thơm luôn. Mình sẽ lấy một chai giấm nha. Đây là cái chai giấm của mình cả nhà. Giấm nè. Rồi cả nhà, bây giờ mình mời cả nhà thưởng thức cái món mực nha cả nhà. Đây, đó, mấy con cháu mình đang chuẩn bị thưởng thức cái món mực nha cả nhà. Mực này rất là ngon luôn, nói chung là mình ăn phải là mực tươi nó mới ngon nha cả nhà. Thì bữa nay thì có mực mình mua cho nhà thưởng thức với mình luôn. Giờ mình ăn lẩu mực cả nhà. Mực cái này luôn. Mình mời cả nhà nha. Phải có bia mới uống ngon cả nhà. Thì đổ bia vô để thưởng thức cái món. Thưởng mực, thưởng mực rồi cái này tươi. Rồi. Tủ. Mày nói mực. Cái nhà có rau nè, giờ mình lấy rau nổi vô đây nha. Giống nè, ngon mà trời luôn. Mọi người nhớ đăng ký kênh ẩm thực và du lịch xin tí đi. Ok, cảm ơn. Nhớ đăng ký nha. Lấy gì giống vậy? Sao em lấy cái nước nữa nè. Lấy chị giống luôn. Lấy chị giống nãy giờ. Đẹp không? Đẹp không? Mình
mình bỏ thêm một ít giấm vô cả nhà. Thôi giờ mình nhấp miếng đi cả nhà ơi, mời cả nhà nha. Nhấp miếng để chờ mực, chờ nước sôi cái mình bỏ mực vô mình thưởng thức. Bây giờ mình sẽ bỏ mực vô cả nhà ơi. Đây là mực mực tuột nhúng giấm nha cả nhà. Lúc kia em cầm như là em để xuống cái nó teo liền. Tại khúc nó giận lắm. Được rồi cha. Xong rồi mà em xong rồi. Nó là nhúng giấm. Để gì đi, để gì đi. Không biết bạch tuộc nhúng giấm mà. Đừng chạy, đừng tư con bẻ một góc á, con đừng có bèo quá. Thằng Bim nãy mới thấy nó đi qua với thằng Phong, thôi thằng Dương á. Nhưng mà rồi nó đi xuống đâu đá băng này nhét đi chứ. Con tưởng có vậy sẽ đập cái cản tay đầu. Vậy nó đi đâu rồi? Tại vì Thủy mới nói thằng Bim nó mới đi xuống đây. Đang đi chậm hả đi không? Con một đi lửa coi. Nó chưa sôi hả? Nhưng mà chưa thích con Nhung để mưa con rồi đó, cái đầu coi coi nào chín chín lấy lên cái này coi làm giấy nơi coi chừng cái đũa nó bị chặt cái này chín chưa, chín này chín hết rồi con ăn yến của cái đũa này có đũa đâu mà không lại không gì lấy đũa lấy học đũa lấy đũa cái gì con nói gì lại con cái đũa này có bị chặt yến chưa không đâu không đâu không đâu đâu nó bị sẵn. Để ăn đi tới. Cô chán này vô ăn được không? Không, không, cô chán ở trên mời bếp á. Mời cả nhà thân thức nha. Giờ mình lấy miếng mực ra ngay cả nhà. Rồi. Mời cả nhà nha. Rồi. Da với lại thịt ngọt cả nhà. Ngon quá. Ăn mực tuột chứ không ăn mực không? Chậm miếng cả nhà. Quá ngon. Đã quá nhỉ. Rồi ăn đi con. Bạn ăn cơm với ai vậy? Cơm với bà. Ở dưới một xíu. Nó ăn kinh nghiệm tắt rồi. Sao không biết? Nó nói ra. Ngã thấy chị xíu luộc một cái xong nó đi dọn cơm rồi. Ngã thấy chị xíu nãy con đi qua con tắm. Mời cả nhà nha. Cái con thấy chị xíu đang luộc. Dạ. Dạ tắt rồi. Bỏ vô con bỏ vô. Ủa, nhiều đá này quá nhiều. Ủa, đá quá. Nhiều đứa 25, con ít đứa 20. Bỏ đây nè cả nhà. Ủa, nè. Để mình bỏ thêm ít rau không vô. Sao đâu nhặn ăn nữa mà. Ừ. Rồi, cái nồi này đã quá cả nhà. Nữa hả? Cháu mình nó thèm nó ăn cơm luôn cả nhà, nó bỏ cơm nó ăn vô. Còn cái tô này mình để dành lại cho mấy đứa cháu mình nha. Nó tới trễ. Đây nè, cả nhà nha. Rồi một ngày mình chà chà cho nó hết nhớt nó săn lên cả nhà thấy không? Giòn. Giòn. Mời cả nhà nha.
chị ngon luôn. Cả nhà nha. Mấy mực bỏ vô gì bố còn hai con được không? Bỏ rau gọn rồi, bỏ rau gọn rồi. Mời cái nhà nha. Quá trời đã cả nhà. Trời, xin nhúc con con đi. Nước mắm không làm. Nóng quá. Nóng quá. Ngọc Anh. Không thấy Ngọc Anh đâu. Nào. Chứ mà con nói con Trinh á. Quá trời ngon cả nhà. Đồ nó dai chút nặng lên. Nó béo mà nó bở nó đã gì đâu cả nhà, ngon quá. Nhưng mà tự nhiên á. Nhưng mà tự nhiên gì vậy? Đẩy quá. Bữa xưa nó liếm trên ngoài. Ổn thương. Ổn thương. Trời dĩa này có mình chấm nè. Giờ mình lấy mì bỏ vô nè cả nhà, nó có mì nè, mình ăn mới ngon cả nhà. Mời cả nhà nha, giờ mình ăn miếng mì nha cả nhà. Quá trời luôn. Ê, ấm giòn giòn đã ghê. Mì ăn nó có vị mì. Đồ đã cả nhà, ngon quá. Mì ăn nó có vị mì. Làm gì? Mì bỏ đen á hả? Bây giờ mình đã thưởng thức xong rồi, nếu cả nhà thấy hay nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ cho cái kênh ẩm thực của mình nha, để mình có thêm động lực để mình quay thêm những cái món ăn ngon hơn vậy nữa cả nhà. Mực này thì rất là khó mua cả nhà, tại vì nó có mùa, lúc thì có lúc không nữa cả nhà. Thôi, hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Bye bye, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ.